cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sân muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tăng ni, kính thưa toàn thể giáo tín đồ Phật tử, gia đình họ tộc hiếu quyến, ngày hôm nay chư tăng vân tập về đây tiền nhật tiền thời do gia chủ Độ Văn Hòa, Độ Văn Hưởng, Độ Văn Đường đầu Phật xuất gia Thích Thanh Đường cùng Dương Quyến kiên thỉnh chư tăng vân tập về gia chung để làm lễ theo nghi thức Phật giáo niêm hương bạch Phật nhân tuần lâm cát tăng phổ độ gia tiên, kỳ nguyện cho vong linh thân phụ hiển khảo Độ Văn Quý Tường cũng như toàn thể gia tiên họ Đỗ tộc cũng như nội ngoại đằng hồn được siêu sinh thoát hóa
Thời gian này, chư Tăng Ni cũng như đạo hữu đã vân tập về trước chánh điện trang nghiêm thanh tịnh, chuẩn bị vào nghi thức khoan lễ. Trước khi vào chương trình nghi thức khoan lễ của buổi chiều ngày hôm nay, con thay cho chư Tăng để thông qua nghi thức chương trình của buổi chiều ngày hôm nay. Thank you.
sơ khai kiếp tinh hương đăng hải chúng vân tam thiên đường ngưỡng tán niệm nhất ái hiện tuệ chỗ xa rồi nghe ngũ diệp mê lưu phương biến đại nghe thiên niệm kế cổ truyền công quang hữu vĩnh nga liên đăng cùng diệp mạnh vô biên đi quảng khai phương tiện lưu khoa giáo nghe a phổ độ quần sinh nha thoát khổ nghe duyên năng yêu a yêu văn hoa khai trường mẫu thịnh bồ đề chúng từ định sinh duyên năng tương truyền lưu bá giảng tuyên to đẳng nghi
nhạc. Giữa phủ lầy tông sa mộc hoàng khai giao tập chân sư hoặc cư tình xá thuyền thiên hoặc tái bảo phượng phúc địa hoặc thị liên đài ngọc vẽ hoặc triều kim quyết châu lâu hoặc hương bảo độ dạ vi hoặc chữ kim bình phong cần hoặc thành quanh nhị nghiêu thiên hoặc khấu năng cận thuấn nhật sư dị lâm thượng hạ tinh phần tổ kỳ đạo tôn ti vân tập các an độ về âm tổ phi thăm minh nhà duy nế a nguyện nế a bất di kiến thầy lăng bát chân linh thầy lăng thầy kiến thánh đô thuyền sư la giáng phó nghi a hân hoan nghinh tiêm các thể lâm mang kim ba kim ba bi ngư sinh huy à tình đăng nhất tâm mê nhiên tiểu ư toàn nam mô a di đà phật a di đà phật a di đà phật a tiên chú khiển phụ đường hoa đăng cha quả thượng lý đường phụng thiên Phật tiền cấp phó minh nghi tại mạng nghi mong sơn thi thực chẳng tế cô hồn khai phương phá một phòng ni xa vong nhân ni nhờ cầu nguyện âm siêu dương khánh quân lợi sở kim thân ni hiếu tương anh ni cô ai tự độ văn hòa độ văn hưởng độ văn ni đường đầu Phật xuất gia thích thanh đường ngôn tử trần thị thúy phạm thị
mai áng nghi cung thờ thân đi mẫu hoàng thị mỗi nồi tôn độ ý văn đi hải đỗ thị âm hằng nghi đỗ thị thu độ ý văn tình độ ý thị thăm ý hợp đồng gia dương môn quyến đặng kim thần ê á yêu ý chung độ ý đức ý tiệm độ ý văn ý toàn ý hôn ý tự độ thị thủy nữ tự độ thị vui độ thị vẻ độ ý thị mừng ý độ ý thị mến ý tế tử hoàng mạnh tình nguyện ý văn ý huynh nguyện ý văn ý hiền thái thiện ý tu nội tôn ý độ đức phát độ ấy thị minh anh ngoại tôn hoàng thị huế hoàng thị huyền hoàng trọng ý vũ ý nguyễn văn ý khang nguyện ấy thị văn nguyện ý văn anh nguyện thị thảo thái hoàng ý anh thái hoàng ý viện trần ý văn ý trung vũ huy hoàng tàng nguyện ý tôn ý trần hoàng ý nguyên vũ ý hoàng ninh hợp đồng gia đa kim thần tín chủ ý hoàng ý văn ý thanh nam ý tử hoàng ý văn ý đồng hoàng ý xuân ý bằng hoàng văn ý nam hoàng xuân ý bộ ý hôn ý tử huỳnh thị ngọc ý lệ thái thị loan ý huỳnh thu ý thảo nữ tử hoàng thị thơm tế tử phạm văn ý sơn nội ngoài chúng ý tôn hoàng huỳnh chúng nghe hiếu hoàng nghe vịnh phúc hoàng nghe phương ông thảo hoàng thái diệm ý mi hoàng nghe thái trà mi phạm mê nhất ý tam phạm thị kim hoàng nguyện ý phạm mê đăng ý khoa nguyện ý phạm tuệ lâm xuất đồng tộc gia nam nữ tử tôn nôn tế nội ngoại tàng nguyện tôn gia dương môn quyết đẳng nghe ca tam bảo chứng minh ngân cần từ xứng phục vì chính tiên ni hiền ni khảo ni đội quý công ý văn thượng chân linh kiêm ni vì nhị kính ni thỉnh cha tiên ni tổ chư vị chân linh ngũ thị quý bé chân linh độ thị quý nhuận chân linh độ quý công quý quý chân linh nhà độ viên quý đội chân linh độ quý công Huy hoàng viết chân linh mạnh tổ độ tộc nghĩ chư vị chân linh độ quý huy lập chân linh độ thị quý lập chân linh nguyện ý thị quý hoan chân linh độ huy lại chân linh độ vàng huy kinh chân linh độ thị huy huệ chân linh độ văn huy tuấn chân linh độ thị huy hưởng chân linh độ thị huy huệ chân linh độ ấy thị huy đỏ chân linh phô cập kinh thịnh độ ra đường thượng hoàng gia đường thượng nội ngoài cao cao chi tổ cao tầng tổ cao cao tầng tổ thì ba thuốc huynh đệ cô di thì muội thượng chí thủy tổ hạ cập huyền viện chi tôn tổ cô mạnh tương cung cậu bé đỏ thai nhi sa sảy thất lạc mộ phần thất lạc gia phà thất lạc hài cốt nhất thiết viễn cận đằng đằng chư vị chân linh phục vị pháp giờ hữu tình tứ sinh lục đạo thập nhị loại cố hồn đằng chúng đồng trượng nước duyên quân siêu tình cảnh nhà duyên duy nhật giang tông nhất cực khẩn khoan đơn thẩm bồ bạc hướng hương liêm ngũ phật ngung chiêm bảo gia dĩ tây lai vượng vọng từ quang phổ thủy trưng giám hiệu trai chủ đảng kể về toàn lâm các tăng y bảo gia môn y càn khánh y cận thủ kim quyển thẩm bắc y nhật tấu thị quyển lưu tiểu cô gia sư khải kiến tuần lâm phổ độ ni an tổ tiên ni pháp đàn ni khai tam ni chú tiêu du viên ni tam kiếm tác đạo chẳng thành tiểu pháp sự sơ hành ni cẩn vụ sớ văn kiển thân nghinh thịnh cung duyên nam mô tây thiên đông độ việt nam lịch đại tổ sư chư vị bồ tát thuyền tọa hạ cung a duyên tổ sư tinh tiên ý nhật làng tâm địa bằng dòng lưu thủy nhất hoàng chính thị pháp thân chi thanh tịnh phủ vân bán điểm chân như diệu tính chi u nhãn quảng vận thần thông
Hoàng khai diệu lực cung vọng y tôn tự đoạn đi tổng phạm khổn phục nguyện tổ đăng vĩnh chiếu pháp ân chủng quang trí tuệ viên rong phổ độ quần đế chiếu ám linh thông cảm ứng hoàng duy bách phúc chi lương duyên nhờ thiết sở cầu tất giai quả toại đán thân na tình cô nhằm khinh thiết bình doanh chi trí cần sơ thiên vận đình dậu niên thập nhất nguyện thập đi ai nhất đi phụ ngày ra chỉ pháp sự thần xa môn hòa nam cổ sơn. Thường lại văn sơ tuyên đọc di cổ chú viên đề sơ đối Phật thanh tổ tiên dục bằng hòa Phật dĩ từ bi toái phá dùng trùng cung ám tam hữu dân
lộ sân ngôn cần thương chi bụng nghi kiếm tam đế từ mai tuyệt tiên phổ phóng hào quang biến kiểu cái trẻ phái ngũ hồn kỳ tiêu dân về đồ hòa tăng thiếu niên bị thay xuất ra thích thanh đường ni hôn ni tự trần ni thị thúy phạm ni thị mai thần ni mẫu hoàng thị mồi nội tôn đống văn ni hai đội thị hàng đội thị thu đội văn ni tên đội thị thăm ni hợp đồng cái dương môn quyết đăng kinh thần tín chủ đội văn ni đội nữ tiệm đội văn ni toàn hôn ni từ đội thị thủy nữ từ đội thị vui đội thị gia đội thị mừng đồ thị gia nề đồ thị mền tế tử hoàng mạnh tình nguyện văn ni huy nguyện văn ni hiên thái thiệt ni tu nội tôn đội đương phát đội thị minh ngay ngoại tôn hoàng thị mấy hoàng thị nguyện hoàng trọng vũ nguyện văn ni khang nguyện thị văn ni nguyện văn ni anh nguyện thị thảo thái hoàng anh thái hoàng việt trần ni văn ni trung ni vũ ni huy hoàng tăng nguyện ni tôn trần ni hoàng nguyên vũ hoàng linh hợp đồng gia đăng kim tân tiên chủ hoàng ngày văn ni thánh ni nam tử hoàng văn ni đồng hoàng nghe xuân ni bằng hoàng nghe văn ni nam hoàng xuân ni bộ hôn ni tử huynh thị ngọc lệ thái thị loan huynh thu thảo nữ tử ni hoàng thị thâm tế tử phạm ni văn ni sơn
nội ngoài chúng tôn hoàng huynh chúng hoa hiếu hoàng vị phố hoàng phương hồng thảo hoàng thái diệp mi hoàng thái trà mi phạm nhật đi tăng phạm thị kim thoa nguyện ý phạm đăng ý khoa nguyện phạm tuệ lâm xuất đồng tập ra dương môn ý quyết đảng tam bảo ý chứng ý minh an cần từ xưng phục kể vị trinh tiết hiển khảo độ quý công ý văn tượng chân linh kiêm vị phụ tiến kính thỉnh tổ tiên ý đội tộc tổ tiên chư vị chân linh tội thì bụng thì huy bé chân linh nghệ đội thì huy nhuận chân linh đội quý công huy huy chân linh đội thiết huy đội chân linh đội quý công huy hoàng nghệ viết chân linh mạnh tổ họ đội chân linh đội quý công huy lập chân linh đội thì huy lập chân linh nguyện thị huy hoàn chân linh độ nghi huy lại chân linh độ văn huy nghinh chân linh độ thị huy huy chân linh độ văn huy tuấn chân linh độ thị huy hưởng chân linh độ nghi thị huy huệ chân linh độ thị huy đỏ chân linh họ cặp kính thể nhà nội ra tiên tổ ngoại ra tiên tổ cao tầng tổ cao cao tầng tổ thì bả thông minh để cô di thì mọi a thân liên thích nhớ thiết viễn cận đằng đằng chư vị chân linh phục là vì pháp giới tình tư sinh mục đạo tập nhị loại khổ hồn đăng chúng đồng trợ trai duyên quân siêu tình cảnh ngưỡng bằng pháp lực tiếp dẫn linh hồn ưu khổ thoát đi siêu năng bị ngàn vị thư âm anh phù điệp nhất đạo thượng đạt thành hoàng chúa giả truy hồn đăng thần án hạ phu khắc kháng thường sự lý quảng vận từ tâm hai ba chư tư ứng phù hợp thừa siêu phát tiền kiền trinh tiến vong linh hồn hiển khảo độ quý công ý văn tường chân linh phổ cập kính thỉnh nội ngoại gia tiên đẳng hồn giới phó trai đàn đình chiêm cấm đứng như ngưỡng trở tại chỉ tư chi sứ bất đắc vọng xin trở ngại chi tâm niệm đáo của ngài hồ chỉ công đức có niệm hữu điểm thường thành hoài chúa dạ phi hồn đẳng thần án hạ thi anh tuệ thư linh dậu điên thập nhất nguyệt nỉ thập bát nhật hảo thời điệp thích ca như lai di giáo đệ tử thần sa môn thích thanh quy phục hài thượng đài văn điệp những chủ điệp lối quan sứ giả tiền dụng bằng phò lô hoa hóa sự dĩ vô thường tiềm nhãn tâm bế thần chi ở vực tiềm minh tiềm con bất khải khi nhân gian chuyên tỷ trí hương tội phúc nan minh tăng chậm phải chắc nên nhà hoặc nghe hoặc liền bao chân thác thần dù ăn dưỡng chi hương hoặc bà thường thay sinh túc tê lăng xà chi cành ngầm hoặc nghe hòa tiếp phong đô giới nội hoặc sinh khám nhận quốc trung có mộ thế thương thức thần phán nghệ phất nàng tương nê tên lò minh minh ngư anh ngược vô hồn nần nần các dương quân nhờ vi nga phật di đệ huệ hạt đắc ngô thân nhì tán hoàng quý vị khán vô hà sư tinh thần tiên cung vào vô
phạm vắng Tây Phương. Sứ giả tà lệ tam ma ba Thank you.
Bồ Tỳ Bất Tư Nghị Thị Cô Cung Kinh Lễ. Thập Phương Chư Phật Thái Hư Không Nghĩ Bách Phân Thân Hiện Hiện Nị Đồng Viên Hoa Phạm Ban Bích Ngọc Tương Nghĩ Trang Hiện Tiện Sinh Tử Kim Dung Từ Phóng Yêu Hiệu Thường Văn Nhiễu Pháp Vũ Phi Phi Thủy Phi Lương Sao Lòng Tây Khảm Thân Lễ Thịnh Giảng Nam Đông Độ Giảng Vô Cùng Mê Pháp Sư Tiêu Vi Hiếu Chủ Trung Đạo.
tăng tùy tòng. Đình lễ quan sơ ra gặp vị chư vị phong linh cúc cung tứ ba. Chúa khai hoạt các tân pha địa ngục chân ngơ.
Bảo đảm về lai lâm trượng thẳng ăn
Di đất thi nhất chân kiết tịnh vũ phúc trực thánh tử nhập kim thời lại lâm pháp vi hội. Trần giải thoát tất thay hồn trừ nghiệp chướng lục trần giải thoát tất thay. Tại nguyện nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì hương hoa thủy đắc thanh lương tắm rồi tắm gọi cho vong linh hồn sạch sẽ nghe quy Phật vạn Tây Phương. Nhất trích thanh khôi thủy quan sai linh hồn thân trưởng tử gia trì lực dân cấu hế tất thanh. Mình một miền không
người kêu quán để bình bầu sát sát kêu trở về xa. Hoàn cờ kêu quán để bình bầu sát sát kêu trở về xa. Linh hồn khi gian dính hoài ngàn linh trường tam bảo từ tôn tôn tam đô khổ tu ân mong Phật quốc chủ Bồ Đà Sơn chân tính trường trường hồn minh nắng nắng khai quang điểm chiếu lục thức chi duyên đốn thức lùng thông tự tại như lai giáo hữu khai quang chân ngôn cả bản đương chi tôn thông a thỉnh giá như a lai điện a thái a thỉnh a nhớ ơn toàn nhãn hồ tôn thông linh thị thông a thỉnh giá như a lai điện a thái a thỉnh a nhĩ thanh hồ tôn thông linh thị thông a thỉnh giá như a lai điện a thái a thỉnh a tự tại thị hồ tôn thông linh thị thông a thỉnh chư vị chân linh
quý Phật rồi, không đọa vào địa ngục, quý Pháp rồi, không đọa vào ngã quỷ, quý Tăng rồi, không đọa vào súc sinh, chư vị chân linh, quý Phật kính, quý Pháp kính, quý Tăng kính. Tư giả chân linh quý Tam Bảo Chí Kính Bình Tụ Tam Tụ Bồ Đề Đại Giới Viết Thứ Tam Thủ Đại Giới Đại Tam Phương Bằng Trà Phạm Nhất Nô Niết Bản Môn Quy Thụ Giới Dĩ Kinh Chân Linh Tự Tổng Vô Thủy Dĩ Đại Chí Vô Kim Nhật Tam Nghiệm Lục Căn Tự Tác Trao Tà Nhất Thiết Chư Vân Thiện Nghiệp Kim Trường Tử Quy Thụ Giới Chi Được Tập Phương Tam Bảo Ngữ Tiền Tây Tâm Định Tự Ai Cầu Sám Hối Vì Chân Linh Đỗ Văn Tường Phổ Cập Gia Thiên Chí Tâm Sám Hối Xưa Kia Tạo Lên Bao Ác Nghiệp Đều Vì Vô Thủy Tham Sân Si Từ Thân Miệng Ý Phát Sinh Ra Thế thảy con ai cầu sám hối Bao nghiệp chướng gây nên như thế Đều tiêu tan một chút không còn Sám hối em đầy nguyện đô phiền là vô thân đầy nguyện Đoàn pháp con vô thân đầy nguyện là Phật nào vô thân đầy nguyện này Từ tính chúng sinh đại nguyện là từ tính phiền là đại nguyện là từ tính pháp môn đại nguyện là từ tính Phật đa thế nguyện thành. Nam mô cầu sa mối Bồ Tát Ma Tát Nam mô cầu sa mối Bồ Tát Ma Tát Nam mô cầu sa mối Bồ Tát Ma Tát A Di Đà Phật Thân Kim Cang Tiêu Ngà Quang Minh Vô Đồng Tâm Bệ Ca Huyền Trần Cầu Tu Di Âm Bồ Chứng Thanh Tứ Đại Quang Nhâm Quang Hồn Vô Sơ Quang Bồ Tát Chúng Diệu Vô Biên Tứ Thập Toàn Nguyện Độ Chúng Sinh Kiều Phẩm Mạng Minh Năng Vi Ngàn Nam Mô A Di Đà Phật Thân Kim Cang Tiêu Ngà Quang Minh Vô Đồng Tâm Bệ Thành sao chung hô bằng tổ vị lai thì phát duyên giang phó tư đà thực
sơn hoa thì nhờ tam phổ đề lượng đi phụ tái bàn và sinh thành nghiệp mê cư chi an đức tượng thiên tự tỷ chi an pháp địa phúc lục đề đề tế tâm vị hỏi thì ở cạn ni tiểu tâm ma ý an cân tu an đầu dục ca thế ca an phong sinh đại an đức quang bóng an nhật bảo ý kim bằng cô liên tồn tu phần hướng chiều thánh phục về cung tiến đi vong linh nhà Thank you.
thiên chiêm thà phương cầu thiên em phân giáo tàng trung hữu mật chu sái tình đà na ni chất ngôn cảnh đương chi a tùng đăng đàn khai hoa kết tân gia trì điểm tình chân ngôn
đầu cam lộ thí nhớ trích sai thập phương đi tình chiêm ma câu tầng quyến chơi linh thư đàn tràng tất thanh nghi tình ma ngược là đại chúng nhất câu đồng âm chân vắng đại thường diệt thái qua giáo
hồi phổ bao cơm làm thế nào. Nam mô A Di Đà.
điều ngự sư án hồng phàm bánh đại từ phù đồng chân giới đàn ứng chất bi hóa phổ tụ cùng tam giới tế thời hoành kiến hợp chung sứ chân pháp nội mình pháp của quần diễn á quyền thực giáo án hồng đại khai phương tiện lộ nhập quý đăng tiêu diệt địa ngục khổ sự nghiệp án hồng hoàng hóa thị gia vụ trần thường yến tòa tịch tịnh sư giá thân phục và thấy khắc sung phục tái tân vi bát đức hoàng long tích giải hồ pháp văn thường biến chiếu án hồng tổ án tương truyền phó nhờ quý năng tiêu diệt bằng sinh khổ hồng ảnh ma ni hồng thủ ảnh chấp chi ma ni bảo ảnh ma ni hồng chúng đang chỉ tâm ảnh hồng xưng tâm lễ hồng hồng ảnh ma ni hồng nguyện ngã phật từ bi tao chứng minh đời gần đề giới di đà phật ảnh ma ni hồng kỳ thánh bày sắc ảnh hồng phóng quang minh hồng ảnh ma ni hồng thủ ảnh chấp chỉ diệu liên hoa hồng chúng đẳng chí đăng an ba hồng xứng đáng lẽ hồng hồng an ba ni hồng ngài ngã phật tử bi ta chứng minh bác vương tề giới thành tiểu phật an ba ni hồng kỳ thần hắc sắc an ba hồng phóng quang minh hồng hồng an ba ni hồng thủ ấn chấp chỉ luân tương giao an ba ni hồng chúng đăng chí tâm an ba hồng xứng tam lễ hồng hồng an ba ni hồng nguyện ngã phật từ bi tăng chứng minh chuông nghe giới tỷ lư phật an ba ni hồng kỳ thân hoàng sắc an ba hồng phóng quang minh hồng hồng an ba ni hồng thủ ấn chấp chỉ thiên phật luân an ba ni hồng chúng đẳng chí tâm an ba hồng xứng tam lễ hồng hồng an ba ni hồng nguyện ngã phật từ bi you
tình nhân ở tôi tam thiên trường nữ đàn tràng tất thay tịnh. Nam mô Thánh Hương Địa Bồ Tát Ma Tát Ni. Nam mô Thánh Hương Địa Bồ Tát Ma Tát Ni. Hệ độ nạn tư chân pháp giới vô lượng tam bao chúng thánh hiền kim ni khổ thi tê quẩn sinh nguyện tứ tử bi mật gia hộ ngàn. Ngâu quan tây vương tây vương quá cho tinh giờ tờ tôn giờ hoa di đà cơ cương la với độ nhân khai tứ tam mãn nguyện tiếp phật khai thâm đồng quán môn từ văn viễn nữ tăng thiền văn vũ bồ chiêm xa khơi thành trung nguyện khai từ mẫn na thế tâm mà giáng phó kỳ đạo chi thịnh pháp vương thanh tướng năng khả sướng dương thế. Thế ra từ nếu về Việt Nam quốc linh bình thiền kính sơn huyền đồng vương xa hướng đạo thôn xóm 14 hiệu nghề phu gia sứ tứ thương phùng và thanh niên cúng dạng đông tiên tuần lập can tăng ni phổ độ tổ tiên tiếp triệu vong linh thỉnh phật tuyên kinh nhà bao đương tổ ân ni cầu tiến ni độ ê vong quy vọng phật tiền các khoa minh ni tài mã mông sơn thi thượng trần tế cô hồn khai phương phá ngũ phong xá vong nhân nam. Cầu nguyện âm siêu thượng thánh quân lợi sợ kim thần sao chú cô ai tử ni áng ni cô tử ai độ văn hòa độ văn đường độ văn ni đường đầu phật xuất ra thích thanh đường ngôn tử trần thị thí phạm thị mai cùng đa thân mẫu hằng thị mỗi nội tôn đỗ văn ni hải đỗ thị hằng đỗ thị thu đỗ văn tình đỗ thị tham mi hợp đồng gia gương môn quyến đặng kim thần tín chủ độ đương tiệm đỗ văn ni toàn ni hồn ni từ đỗ thị thủy nữ tư đỗ thị vui đỗ thị bẻ đỗ thị mừng đỗ thị mên ni tế tử hoàng ni mạnh tình nguyện ni văn huynh nguyện này văn yên ni thái thiện ni tu nội tôn đô đức pháp đội thị minh anh ngoại tôn hoàng thị huế hoàng thị huyền hoàng trọng vũ nguyện ni văn khang nguyện thị văn ni nguyện ni văn ni anh nguyện ni thị thảo thái hoàng anh thái hoàng việt ni trần văn ni trung vũ huy hoàng tăng nguyện ni tôn ni trần ni hoàng nguyên bộ ý hoàng ngày linh hợp đồng gia đằng ngày kiếm thần tin chủ ý hoàng ngày văn ý thanh đa mỹ tử hoàng ngày văn đồng hoàng ngày xuân ý bằng ngày hoàng ngày văn nam hoàng ngày xuân ý bộ ý hôn ý tử huỳnh thị ngọc ý lệ thái thị loan huỳnh thu thảo nữ tử hoàng thị thơm tế tử phạm văn ý sơn nội ngoài chúng tôn hoàng huỳnh trung hiếu hoàng vịnh phúc hoàng phương hồng thảo hoàng thái diệp ni ni hoàng thái trà mi tam nhất ni tám phạm thị kim ni thoa nguyện ni phạm đăng ni khoa nguyện ni phạm tuệ lâm xuất đồng tàu qua hương môn quyến đẳng tam bảo phù lệnh nhà tám ân cần từ xưng phục vị trinh tiến hiển ni khảo đỗ quý công uy văn ni tượng chân linh kem về phụ tiến tổ tiên chư vị chân linh nhà vũ thị huy bé chân linh đỗ thị huy nhuận ni chân nhân linh đỗ quý công uy huy chân linh đỗ biên uy đổi chân linh đỗ công uy hoàng viết chân linh ông mạnh tổ họ đỗ chân linh đỗ quý huy an lập chân linh đỗ thị huy lập chân linh nguyễn thị huy hoan chân linh đỗ huy nghi lại chân linh đỗ văn huy nghinh chân linh đỗ thị huy huy chân linh đỗ văn huy tuấn chân linh đỗ nghi thị huy hưởng chân linh đỗ thị huy huệ chân linh đỗ thị huy đỏ chân linh trịnh thị huy tươi chân linh phổ cập
Nội gia tiên tổ, ngoại gia tiên tổ, cao tầng tổ, hào cao tầng tổ, tỷ ba thúc huynh đệ cố di tỷ, mội á thân đề thích nhất thiết viện lý cần. Đằng đằng chư vị chân linh phụng vị pháp do hữu tình, tứ sinh lục đạo thập nhị loại cô hồn đẳng chúng. Thân tông thân tiên vong hậu cập tâm đô minh hoa tinh cô hồn ghê tiên tinh tiên dĩ tăng tê cô hồn nội hướng chân như thực thế phổ thượng vật quả vô loại tệ thanh như Phật đạo tam bảo hàng chỗ bằng thiện lưu thông thuẫn nhật đồng Phật nhật tăng uy quyền luân giữ pháp luân thường truyền tăng tụng phụ mẫu quá hiện tông thần ni đồng khổ không vấn chi kể thầm hồi chung đang tiến thiện vô ngũ tùng xà tông thân bảo thân hiệu khanh pháp do hữu tình đồng đăng Yeah.
rằng Phật nguyện ngã Phật từ bi ai làm thù. Nhân duyên từ tinh sơ xuất si xài ở trùng trùng vi diệu hương phụng hiền thường sư tam bảo tốt duy quyền từ bi ai làm thù ngài.
sinh trời trùng trùng vi diệu đăng phụ biến thương như tam bảo tôn nguyên huyền từ bi ai là tồn đạo ta thông cầu tất nâng ra tôi lễ nhi kiện thành thỉnh nhị vị a tôn đức dâng đăng
đăng đàn khai hoa kế đất gia trì à, gia trì điểm tịnh à, chân à. Đạo tát tông giỏ nhị tam an đạo tát hai
Nam mô Qua Cung Giảng Phật Bồ Tát Ma Ra. Mặt ni diệu nghi thực thiên mẫu cung giảng Phật nguyện ngã Phật từ bi ai nạp thụ nhân duyên tự tí sở xuất thi sai trùng trùng bi diệu thực phượng hiến thượng sứ tam bảo tôn duy nguyện từ bi ai nạp mê thụ niệm đạo tất công thao chi bất đứng mê chay vô biển đại thịnh gì vì đại đức dân phật thượng hi thank you.
Thượng lấy hiền cung đẹp học cặp minh tài cung đối đàn chàng chứng minh dụng bằng kho lô thiếu giang cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa bên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết rau ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối từng năm, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn hiền thành đình lệ cung minh chư tôn phạt thay. Thanh âm khổ thanh phong tàng
Đề tử văn vang nam di tờ nam môi cội đẹp phúc sinh kỳ phong bành phong tờ tinh đo sinh nguyện kỳ gà ai chư vi chân linh thải thoát như nay tao hiếu triệu thỉnh chân ngon cảnh hương chi thôi. Phật tử chúng ta dở đến trang 25 quyển thượng. Ai thượng bao nhớ tâm kế lễ thờ phương pháp giới chủ tam bảo nhớ tâm kế lễ thờ phương pháp giới thượng chủ tam bảo nguyện thương hiền vạn biến ban thờ phương giới vô phật độ chung hướng trang nghiêm cổ tổ bồ tát đạo thành tiểu như lai cùng ra di thiết cùng ký tâm kính lễ thờ phương pháp giới tam bảo ngã kim vô vị thân tam hiếu pháp giới chúng sinh cần đoạn trừ quý bệnh sám hối ngã đệ tử chúng đáng đợi vì cái vong linh phổ cập tâm yêu pháp giới chúng sinh chi tâm sám hối vang tí sở tạo chữ ác nghiệp tổ thi tam sân si tổng thân có ý chi sở sinh nhất thiết giải sám mỗi như thị nhất thiết chư nghiệp chướng đắc giải tiêu diệt tận vô dư chư pháp
giới quảng độ chúng sinh giai bất thoái. Sa môi Phật hiện thế quy mạnh lễ A Di Đà Phật cập nhất thiết tâu. Lương xa nhiệt pháp giới mong ơn chư Phật đại ơi tất đi sư kết thường văn thành nghị phương ân. Tất 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 t
cần cái ngô bởi bởi sinh ta kiến và gây năm việc ác vì vậy kinh nói và kia thân sức em tinh nết không an cản vương ngũ đồn còn biết phải quấy nghi kiệt đa ngay như thế này là cái ta cháy thành vì đôi quân chúng sinh và về cổ sinh từ công ngoại thiền nào này là siêng sinh vì rằng của chúng sinh trong hồ sinh tử không khi nào ra khỏi cứ phải quanh quẩn mãi trong sau nẻo bốn loài gây nghiệp ác vô cổ cùng vượt thế mới biết nhưng hòa hòa đây đều do thiền nào vô hoặc thầy thấy tâm tan và nhân tâm đầu tạo nên tất cả cầu hoặc nhân tâm đầu tạo nên tất cả tất cả một loài chúng sinh trong sao thường ngày nay hộ nhà mỗi ngày nữa chúng còn từ bồ thì nhân lai hoàng nhân vốn chú lao nên tất cả tội hoàng nhân vốn liêu tạo nên tất cả tội hoàng đến nay thân tâm chúng con được yên tình trong không bị biển nào rồi.
đáng lại ra điều khinh mạng tôn nhang luật trời tội ấy phải mang âm chẳng kịp rõ ràng không sai. Ta bảo giám sát đối ngài chứng minh công đức những lời tấu dâng vận trời đã thay đổi mùa đông năm Đinh Dậu tháng 11 nhằm ngày 19 giờ hoàng đạo thần xã môn thích tự vâng làm mình. Quý bạn hẳn chẳng nay tuy phương khai giảng phép trai đàn có bảng hai bên các ngài ngồi ngự tòa xem bốn coi cùng bên ba đường bốn phương trời phó cho thiên tướng họ đàn chàng sau trước như ý. Kim cương tám tướng hộ chỉ thánh văn bồ tát thực thì trang nghiêm trên kiều thiên đường bài chín vẻ ngôi tòa ngồi hoa tuệ bình châm phật trời giáng phúc tụng lâm bao nhiêu ma quỷ tiệm xâm cõi ngoài nay nhau chàng di tập mà đại chúng ban hành đệ tử trí thành nhất tâm cả âm gánh lão văn chân đã địa
quên chờ linh ở đàn trà tát thanh tịnh nam mô trọng vạn tử vạn sinh tam thầm lầu sở vô phi thiết thôn nhiệt tiết hạt ẩm âm ẩm dung đồng thụ cổ vô đời tội trung trường kết thể như nhất thập bát ngục chúa phong chúa đô tượng trường viễn hồ môn an quan u lọ mất thông khổ phi ngã phật chân ngôn chạy mắt mục môn tội chết kim thành địa tạng bầu tát chân đoạn kim linh vua thử ra chỉ giáo hữu nhiên chân ngôn cẩn đương chỉ độ giới hướng đề hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương và minh văn đại biện phan giới cũng nhận thờ phương chư hiền đánh nam mô ông ơi
đường kẻ kinh.
Thank you.
sống đi mê muôn ngàn sông cả nhô đầu muốn sáng ta phải niệm câu ghi đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật kiến ta nghe nam phương địa ngục vĩnh linh hòa tâm thức chi chủ hiện tại thiện căn năng ni tận vị trần phân biệt ni căn khổ toàn đàm tâm mê thức khởi hòa như tăng ác nghiệp tội kết thành hòa luân hòa sa hòa thang hòa khánh đăng chư hình mục tứ đường nội phá thiệt căn ngoại đoạn vị trần trung chuyển thiệt thức vi diệu ngôn ni địa ngục nhất ni tề pháp liệu ngang ngập mặt phụ kim mê ngân phong xa mong hồ xuất ná ni địa ngục thượng và thiên thượng nam phương địa ngục về tội tiêu diệt nam phương địa ngục về tội tiêu diệt nam phương địa ngục về tội tiêu diệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
trời ao nói như ba trời tư thiên vương trời ao ngài trời tư thiên
chơi theo tinh thần. Trời phương ấy trời quang nhân trời sáng cứu canh trời mai cố lao. Thiên trường thí thường sơ sơ đất cả thiên chúa giải thần tây tấn đối thần đất. Vì vương hoa quái ta và cùng quái nước phương rất như ác một. Vì vương đam yết, vì vương đam vương gái ai biết. Vì vương gác, vì vương như thế đều nên đổi loạn lòng xem thái thất ca chư Phật Bồ Tát và trời đồng vị thần đó trong tim. Không biết là dù bao nhiêu nước Phật và mãi văn tu sư nói thằng ta dừng Phật. Con làm việc và thanh văn trời long tam bộ chung bài nhân chúng sinh trong nơi sau giờ nghe lời thành thật của anh vì như thế. Tam thiên đại kiến cứ một Phật là một sông hằng rồi cứ số gác trong mỗi sông hằng. Một sáng hằng số kiếp thì đổ ở trên hương là những thờ này địa tam bộ tát còn ở bậc thanh văn và bí chi Phật này. Ai thân thể nguyện của Bồ Tát có không nghe nghi bạn nên được người đời sau nếu có trang thiện. Bồ Tát thời người đó sẽ được 100 lần sinh đến cõi trời đau loài vinh viên chẳng còn bị xa đoạ vào chung ác đạo trường gia tư phát nguyện. Tăng Bồ Tát là một thị trường gia tư động đó hiện gì mà đẹp như thế khi ấy đức xưa tự vân ngân cô tốt và lại như lai bao trường Bồ Tát tất cả chúng sinh đi con khổ này văn tổ sư lời. Con lại chết nó mặc lấy gương vì phải đối diện trầm sinh bao chôn này quân thì là người kia chết lúc sinh thiện. Bảo lại làm cho tôi nghe của người ấy làm thêm cũng vì như con người từ xứ xa. Mô A Di Đà Phật, Nam 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 Mô A Di Đà Phật, từ quý Phật hướng nguyện chúng sinh thế đại đại đạo Phật vô thượng tâm. Từ quý Phật nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý Tăng hướng nguyện chúng sinh đạo lý đại chúng nhớ thiết cô ngài. Hòa Nam Thanh Chúng Nguyện Thí Tư Công Đức Phổ Cả Tư Nhất Thiết Sự Chúng Sinh Lai Công Thành Phật Đạo. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính A Bạch Trên Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Phật tử, trong thân quyến của Đại Đức Thanh Đường, hôm nay có tuần lâm cải cát cho thân phụ về an táng tại nghĩa trang của tổ tiên gia đình. Trong ngày hôm nay các tuần cúng Phật
tụng kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám để cầu siêu cho chân linh thân phụ cũng như kiểu việc tất tỏ. Và giờ này các nghi thức tụng kinh đã được chú định hoàn tất. Đại diện cho thân bằng tuyến thuộc, anh em huynh đệ xin tri ân công đức của quý thầy. Giữa tình đồng đạo là Phật tử, hôm nay đã về tại Gia Trung để niêm hương bạch Phật tụng kinh tùy tòng khóa lễ với các thầy. Đến đây được chu phiên hoàn tất. Trước giờ ra về, thầy đại diện cho anh em huynh đệ để kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng và luôn cùng các quý thầy trên mọi nẻo đường hộ trì Phật pháp mọi nơi mọi chốn. A Di Đà Phật. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia buồn đời đến phương. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha